đấy là của tất cả các vị lãnh đạo, với đặc biệt là cảm chịu cái trung chịu khán giả ngồi trên khắp đại nước cho hai vị huấn luyện viên chúng ta. Xin một tràng tay thật lớn từ phía tất cả các vị. Xin cảm ơn hai vị huấn luyện và xin mời các vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng để mời lên sân khấu ông Vương Quốc Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, và ông Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lên sân khấu để trao kỷ niệm chương đến hai vị huấn luyện viên của chúng ta. Phỏng vấn hai vị huấn luyện viên của chúng ta sẽ ông Kim Việt Cha, vị thầy ngày hôm nay có mặt trong cái lễ trao giải của bóng bàn Việt Nam, thì ông suy nghĩ như thế nào về những người học trò của mình, những người được tôn vinh trong đêm nay? Mình thấy MC đọc tiếng Quang Hải hay lắm, tiếng Quang Hải ta đó. Rồi, thôi bây giờ con nhường cho anh được không? Giải cứ nói thế này này, thực ra cái giải này là con không phải muốn nhường là được, bởi vì cái này là do các nhà báo chuyên gia bầu chuyên gia đuổi cho làm thế. Số ai có nhận giải thưởng này trong nước thì tôi nghĩ là cầu thủ đó là một sự đáng nhất được mọi người tôn vinh, tôi chúc mừng của họ. Xin cảm ơn ông rất nhiều. Trong nhiều năm qua thì ông có đánh giá như thế nào về những đóng góp của các cầu thủ nữ trong đội tuyển nữ dành cho bóng đá nước nhà? Hôm nay phải nói là tôi rất là vinh dự cá nhân cũng như là toàn thể đội tuyển bóng đá nữ chúng tôi được trước 30.000 khán giả. Và cái thành tích này là nhờ Đảng và Chính phủ cũng như là Tập đoàn Thể dục Thể thao Liên đoàn bóng đá Việt Nam và tập thể của đội bóng đá nữ quốc gia của chúng tôi. Đồng thời chúng tôi không thể quên đơn những cái công lao đã cổ vũ đóng góp cho chúng tôi khán giả đất nước Việt Nam chúng ta, và đấy là những cái mà tôi đã bắt đầu xin là cảm ơn. Và những cái thành tích này là những cái tập thể của đội tuyển nữ chúng tôi với những người phụ nữ Việt Nam đã biểu hiện tinh thần bất khuất và không dễ